Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái clip khá thú vị. Ở trong clip này, trước hết thì mình sẽ show cái nick của bạn Kha. Một cái nick rất là nhiều quân huy, anh em có thể thấy. Nhìn cái số quân huy hiện tại là 62.181 quân huy. Tương đương với rất nhiều tiền anh em ơi. Khoảng độ 30 triệu tiền Việt Nam đồng với số lượng quân huy này. Một số lượng quân huy khổng lồ mà chưa lick nào đạt được ở trong trò lên quân bay. Theo mình đây là số lượng quân huy bá đạo nhất. Và đây chắc chắn là lạp tiền nha em, chứ không phải là anh em bảo hack hiếc gì đâu. Lạp tiền bằng tiền mặt thật đấy. Ok, bởi vì mình cũng không dùng lick hack đâu anh em, chú ý nhá. Rồi, tiếp theo sang phần tướng. Thì lick này là lick full tướng anh em. Đó, có thể đấy bạn Khang rất thích đánh ngũ không La Krosuka. Đó. Và Murat. Đây là những vị tướng Khang khá thích chơi. Và đặc biệt là anh em có thể thấy nick này, tất cả các bộ trang phục hầu như là có hết rồi. Khó quá. Ok, hầu hết những bộ trang phục đều có rồi anh em ơi. Để cả ngộ không này, La Cross này, Zuka, Murat và Led. Ở nói chung là có hết những bộ trang phục đủ phật thủ này, rắc này, nói chung là đủ hết anh em. Trang phục thì đủ hết, tướng thì full. Những bộ trang phục mới ra thì chắc chắn là Khang sẽ mua rồi. Trang phục mới hôm qua làm clip đấy, Triệu Vân Quang Vinh. để có cái Triệu Vân Quang Vinh này thì anh em ở mùa 4 anh em phải ở cái mức danh là vàng trở lên nhá, vàng 3, và anh em phải đấu một trận hạng thì anh em mới nhận được cái bộ trang phục này. Rồi nói chung là rất nhiều trang phục. Khang duy nhất chỉ thiếu một số trang phục mà lúc bạn ấy chưa chơi rồi, thì cũng mới chơi mà anh em, không phải là chơi từ mùa 1, mùa đầu, mùa 2 mà chơi từ giữa mùa 2, thành ra là không đủ trang phục. Vẫn còn mấy bộ trang phục chưa mua được. Đó là chính là những bộ trang phục như nàng rơi tuyết, rồi gấu tuyết, rồi quý công tử. Ok, đó là ba cái trang phục mà Khang thiếu. Nhưng mà đó là do chơi sao thôi, khi nào bán thì chắc chắn sẽ mua. Rồi ok, với lượng quân huy là 62.000 quá khủng thế này. Và trong đặc biệt trong video clip này mình chủ yếu là làm về giới thiệu với ca clan Sacred Numen. Rồi, thuộc tỉnh Bến Tre. Đó, anh em có thể thấy. Và giới thiệu của clan anh em có thể là liên hệ vào group mình đặt bên dưới nhá, hoặc là liên hệ Facebook của bạn Khang trực tiếp để xin vào clan. Thì điều kiện vào clan thì nó cũng đơn giản thôi. Nghĩa là các bạn vào clan mục đích là giao lưu vui vẻ, hoạt động này, tìm lập team để leo hạng này, đó, chép chán, chém gió chán chít với các bạn girl trong clan. Rồi, và đặc biệt hơn là ngày 20 tháng 10 nhỉ, 20 tháng 10 sắp tới thì cũng có tổ chức một cái event nhỏ nhỏ. Đó là cái event nhỉ. Rồi event cặp đôi thi đấu với nhau, và tải dài nhất có thể lên đến 500 tiền thẻ anh em, 500.000 tiền thẻ. Đó, 500.000 anh em sẽ làm được tầm 1k quân huy đó. Đó, các bạn có thể vào tham gia event rất là vui. Đó. Và hôm nay thì anh em thì thấy là clan này mới có slot là 70 thôi. Mình sẽ mở thêm nhá, mở thêm slot cho clan để mắc slot clan, để anh em rất nhiều anh em có thể vào để tham gia cái clan này hơn. Tham gia thì cứ liên hệ với Khang ở trên group hoặc là group của cái clan này, hoặc là tham gia là nhắn tin hỏi trực tiếp bạn Khang nhá. Ok, mình sẽ mở này. Như vậy là cứ 10 slot thì giá bán là 1.500 quân huy. Rồi lên 80 slot rồi. Tiếp tục, mình sẽ dùng 1.700 quân huy để tăng giới hạn lên 90 slot. Rồi các bạn có thể thấy là 3.200 quân huy, tức là 1 triệu
5 tiền Việt Nam đồng đã mất bay vì để 20 slot cho các bạn thôi. Tiếp tục tăng slot. Đó, các bạn có thể thấy chủ clan rất tốn tiền để tăng 10 thành viên thêm vào trong clan. 1.800.000 tức là gần 1.900 này. Tăng lên 110 là 1.900 nhá. 1.900 là 1 triệu Việt Nam đồng đấy. Tăng lên 120. Đó, khá sót. Max là 150 nha anh em. Mình sẽ tăng tiếp tục này. Cái này thì 2.200 quân huy để tăng lên 130 slot. Đó. Các bạn có thể thấy những người chủ của làn thì rất là tốn quân huy để tăng slot để tuyển thêm thành viên. Tuyển thêm thành viên vào clan thì với mục đích chủ yếu là vui vẻ để thêm nhiều bạn vào, để nói chung là trong clan sẽ đông và vui hơn thôi. Anh em chú ý nhá, vào clan với mục đích là nói chung là giao lưu vui vẻ thôi, chứ không phải là vào để chửi bới rồi gây bla bla các kiểu nhá. Ok, và lần cuối cùng mình sẽ mở thì lần này thì khá là mắc. Tốn hết 2.500 quân huy để tăng giới hạn thành viên lên 150. Đó, như vậy là mắc rồi anh em ơi, 150 thành viên. 64 thành viên thì anh em rất nhiều rồi, anh em còn cơ hội để vào cái clan này. 86 bạn nữa có thể vào clan này. Các bạn hãy nhanh chân mà hãy vào nhắn tin cho Khang hoặc là vào trong group hỏi nhá. Ok, điều kiện gì chỉ có đổi tên thành ký tự như các bạn thành viên trong clan này thôi. Thì các bạn vào chi tiết, các bạn vào nhắn tin Facebook Khang hoặc là group để hỏi nhá. Đấy, chi tiết. Rồi ok. Đây là rương của clan. Ok. Tiếp theo thì cũng có một bạn, đó là bạn Subin, cũng có có lập một cái clan. Thì anh em cũng nhớ vào vào cái group mà hỏi nhá. Mình cũng có để link group của bạn Subin, anh em nếu nào muốn tham gia cái clan, như là tham khảo thấy clan nào hợp với mình thì ở lại thử tham gia thôi các bạn nhớ nhá. Rồi, đây là một cái cơ hội mà các bạn được tham gia những clan để giao lưu, để học hỏi, rồi để chém gió các kiểu ba la ba la. Ok, và video clip mình đến hết, xin chào các bạn, bye bye, và chúc anh em có những giây phút giao lưu bạn bè rồi chơi đương quân vui vẻ nhá. We're falling.
Thank you.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Protect your soul.